Xin chào các bạn, đây là cây HP 305. Thì có một vị khách ở Bảo Lộc đã đặt một cái cây này, thì Hoàng chuẩn bị là thứ sáu này Hoàng sẽ đi giao cho cái chị đó, cộng với lại một cái cây HP 504 cũng có một anh khách coi trên mạng và biết đến và cũng ủng hộ, cũng ở Bảo Lộc luôn. Thành ra thứ sáu này Hoàng sẽ đi một lượt hai cây đàn. Giờ Hoàng quay clip cây này trước. Còn cái cây kia đóng gói rồi, thằng Hồng không có quay clip được cái HP 504 khi nằm xuống tới nhà đó. Thì Hoàng sẽ quay cho các bạn xem cái cây đá nha. Rồi mời các bạn theo chân Hoàng đi về Bảo Lộc. Bây giờ là 3 giờ chiều rồi, Hoàng bắt đầu đi từ Sài Gòn. Thì dự kiến là khoảng độ 8 giờ tối là mình sẽ tới Bảo Lộc đó. Giao xong chắc cũng phải tầm 9 giờ. Bây giờ là Hoàng đi theo cái hướng mới. Hồi trước hay đi hướng quốc lộ 20, bây giờ Hoàng quẹo qua cái hướng cao tốc đi Phan Thiết nè. Rồi đi tới chỗ này là Đức Linh rồi, chuẩn bị dừng kiếm chỗ ăn thôi. Đây là một cái quán hủ tiếu ven đường ghé đại thôi, mà công nhận hương vị rất là thơm các bạn. Lâu lắm mới ăn được đồ hủ tiếu ngon vậy. Ăn xong thì trời cũng chập tối rồi các bạn. Nhanh không? Đi hồi nãy nắng chang chang, giờ chập tối rồi. Đấy, giờ lại leo trên xe, đi hướng về cái hướng đèo Tà Pứa. Mình lên hết đèo Tà Pứa sẽ tới đèo Bảo Lộc để đi đến Bảo Lộc. Đấy, lên đèn hết trơn rồi. Giờ là khoảng 6 giờ chiều rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không, đi đường quê, mọi người ở quê rất là cảm thấy rất là thảnh thơi. Mỗi lần mà cứ hướng về quê là Hoàng cảm thấy rất là thảnh thơi. Mà đi dọc đường cũng có nhiều cái nguy hiểm đó các bạn. Đôi khi xe chạy chậm mà xe lớn vậy vẫn phải vượt qua thôi. Cánh đồng lúa rất là lớn mà bây giờ chắc gặt hết rồi nên thấy không đẹp. Rồi bắt đầu chuẩn bị vô đèo Tà Pứa đó các bạn. Đường chỗ này xấu lắm, cỡ khoảng 10 cây là đường rất là xấu nha. Nhưng mà Hoàng ráng để Hoàng cho các bạn xem luôn cái đoạn mà leo lên đèo Tà Pứa. Coi nè, đường xấu chưa nè. Trời ơi, dễ sợ luôn ấy. Cái này là Hoàng đi xe gầm cao nên là Hoàng không có ngại. Chứ mấy người đi xe sedan gầm thấp á, trời thấy mấy cái này thì sợ cả gầm. Cũng may là mình đi xe gầm cao mình không có sợ. Đấy, xe đối diện nó chói lắm. Trời nó cũng tối tối rồi, nhanh không các bạn? Chuẩn bị ha, mình sẽ vô cung đèo. Thì đèo Tà Pứa nó ngắn thôi, tuy nhiên là những cái khúc cua tay áo của nó rất là gắt. Vừa rồi là mình đi Tây Bắc, mình lái xe từ trong Nam ra tới Hà Giang luôn. Vì thế là những cái cung đèo này thì đối với Hoàng cũng bình thường so với ngoài Hà Giang. Hoàng Hà Giang đi khó hơn nhiều. Nhưng mà trong này thì đèo Tà Pứa là cũng thuộc lại đèo khó của miền Nam á nha. Cua hơi gắt đấy. Cái này là một tay cầm điện thoại để quay và một tay lái thôi đấy. Nếu mà trời sáng thì đi cái cung này cũng đẹp lắm. Đó, đi thêm đoạn nữa cho các bạn thấy cái cảnh đèo nha. Hoàng là rất là mê lái xe. Hoàng không phải là nghề lái xe nhưng mà Hoàng rất là thích trên tay lái để lái đi khắp miền đất nước. Đó, có cái đợt vừa rồi Hoàng đi qua New Zealand, Hoàng cũng đi Bắc Nam luôn, Hoàng đi hết cái nước New Zealand luôn, cũng đã lắm. Rồi đi hết cái đoạn này là bắt đầu mình sẽ tiến vào cái đèo Bảo Lộc. Rồi vô đèo Bảo Lộc rồi các bạn. Đèo Bảo Lộc đi khoảng độ 20 phút. Sau đó thêm 10 phút nữa sẽ tới trung tâm của Bảo Lộc. Thì chị khách HP 305 á, là chị nói là thôi không quay, nên thành ra Hoàng không có quay cái cây đó. Hoàng sẽ tập trung quay cái cây sau, là cái cây HP 504. Anh đó thì cho quay thoải mái. Mình tới trung tâm rồi và mình đang tìm nhà của vị khách đầu tiên. Đây là cây HP 305 nè, đặt vô. Đó, đẹp ha, màu mahogany. Bây giờ Hoàng đến nhà của vị khách thứ hai thì cũng cách đó khoảng hơn cây số thôi, gần lắm. Anh này rất là dễ thương nha, nói chuyện rất là niềm nở. Và đã đón Hoàng từ đầu ngõ rồi kìa. Rồi, cây đàn đã đặt vào phòng cho con gái của anh. Trời ơi, em bé rất là dễ thương.
bắt đầu con này mua đàn trẻ con hả? Đó cười giống hồi nãy nó mới đẹp á. À, mắc cỡ rồi. Thôi không sao. Rồi bây giờ này. Nhưng mà mua đàn cho con hay là mua đàn cho anh? Mua đàn. Mua đàn cho con. Con biết đàn bài gì rồi? Con biết đàn bài gì rồi? Con chưa biết đàn à? Con chưa biết đàn thì con có muốn có bác đàn không? Con đi thử. Đây. À đúng rồi, con lên thử đi. Con lên thử đi, con ngồi cho con thử đi. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. Ngồi cái đàn à, ngồi xếp lại chút nè. Con kéo cái ghế, rồi con tự điều chỉnh cái ghế xem. Con điều chỉnh cái ghế xem nó phù hợp với con nha. Con ngồi như vậy chưa, có cần điều chỉnh đi nào. Hả? Ta có muốn giảm thấp xuống hay nâng cao lên? Nâng cao lên một xíu đúng không? Nâng cao lên, đúng rồi. Ghế này hay lắm, có thể điều chỉnh được á. Dạ. Được chưa? Được chưa? Ok. Con làm bài gì? Đúng rồi. Dạ. Giỏi quá, con còn bài gì nữa không nào? Con còn thuộc bài gì nữa không? Con học được bao lâu rồi? Một tháng. Con học ở sơ hả? Phải đằng sau là em con không? Phải đằng sau là em con không? Không sao rồi, thì em hướng dẫn. Đây là cái tiếng Magico piano thì cái tiếng này khá là xem bác chỉ khá là hay, khá là dễ dùng. Còn cái tiếng số 1 không thì đánh những cái bài nữa. Xong xuôi mọi thứ thì ngồi xuống uống nước với anh
nói chuyện tán dóc hơi rồi mới về. Anh cùng tuổi Hoàng cho nên hai anh em nói chuyện nhau cũng thân thiết lắm. Lần sau Hoàng ghé Hoàng sẽ tặng một cây đàn ukulele. Rồi bây giờ Hoàng bắt đầu đi về Di Linh đây. Khoe cho các bạn cảnh đồng quê Di Linh chút xíu nha. Hồi chiều đi tát ao bắt cá, bắt ốc. Rồi bây giờ buổi tối là mình bắt đầu mình nướng cá ăn với hàng xóm. Được. Hay làm bếp chứ chưa có. Chứ chưa nướng phải. Đang nướng luôn. Và vất vào trong. Ô, đây rồi. Đây rồi. Cho các bạn thấy sơ sơ cái cảnh miền quê mà nơi mà Hoàng về sống được 2 năm nay. Đó, dễ thương chưa? Đó, nhà hàng cho các bạn coi chút chút vậy cho vui nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn cần mua đàn nhớ ủng hộ bên Hoàng nha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Ồ, đã làm cái góc nướng cá sướng xịn quá. Ủa, ngược ngược.